Hoa Vương chỉ còn 4 ngày nữa. Tôi đang tính mở rộng Tinh Hoa Daily ra nước ngoài đó mình. Cái gì? Sao mà nhanh dữ vậy? Nhanh gì? Thời cơ tới là phải chớp liền. Cái chuyện xây dựng bệnh viện thẩm mỹ ở Phú Yên kết hợp với khu nghỉ dưỡng của thằng Khoa đó, mình tính làm sao? Mọi chuyện em chuẩn bị gần xong hết rồi. Vấn đề là ở thằng Khoa tôi vẫn chưa thực sự tin nó. Mình cứ để cho tôi hỗ trợ thằng Hải Đăng trước đã. Khoa. Dạ. Sao ủ rũ quá vậy? Dạ, con có hơi đau đầu một chút. Chồng lúc nào cũng yếu ớt ấy. Cứ nhìn bố mẹ thằng Đăng này, không có nhằm nhò gì hết. Con như thế kia thì còn làm nên trò trống gì? Mình có nhớ cái dự án xây dựng bệnh viện làm quà cưới cho tụi nó mà mình nói với Yên Đăng hôm bữa không? Tôi đã nói với mình là thằng Khoa chưa đủ sức cáng đáng cái bệnh viện lớn như thế này. Đổ một đống tiền vào đây, nó không thu được đồng lãi nào. Mau nói với Yên Đăng, dẹp chuyện này đi. Mình... Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ từ ngày 8 tháng 5 trên kênh V Channel HTV2.